hình ảnh mới nhất của hai bố con được đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ. Tròn một tháng sau ca ghép tủy thứ hai, đạo diễn Đỗ Đức Thành đau xót thông báo trên trang cá nhân việc ca phẫu thuật không thành công. Một lần nữa người thân phụ chiến binh chia sẻ dòng cảm xúc khổ sở khi cùng con vượt qua bạo bệnh và mong chiếm được sự trợ giúp để con gái Hành Anh có thể ghép tủy lần 3 ngày 29 tháng 10. Đạo diễn Những Ngọn Nến Trong Đêm chia sẻ với Việt Nam Net từ Singapore, ca phẫu thuật ghép tủy tới sẽ cần khoảng 150.000 đô la Singapore, tức khoảng hơn 2,6 tỷ đồng. Đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết kể từ khi con gái Hành Anh phát hiện ung thư máu và điều trị từ tháng 9 năm 2017 tới nay, tiêu pha chữa bệnh cho cô gái 20 tuổi này đã lên đến 25-26 tỷ, khiến anh gần như kiệt sức. Ở lần ghép thứ hai, đạo diễn Đỗ Đức Thành cho con gái tủy. Dòng trạng thái vừa được anh chia sẻ trên trang cá nhân một lần nữa khiến nhiều người xúc động. Tôi vẫn chưa được khóc. Tháng 9 năm 2017, phát hình thành con mắc bệnh ung thư máu dòng truy y phức tạp, tôi lén lút trốn ra gầm cầu thang bệnh viện, khóc như điên trong 10 phút. Những ngày bế con trên tay, thấy con thiêm thiếp, tim đập từng nhịp yếu đuối ớt, không biết dừng lúc nào tôi chưa được khóc. Những đêm con không thở được, lả đi trên tay mình, máy chạy túc túc quanh con như thể đang cào vào màng nhĩ tôi chưa được khóc. Con vật vã, nhức nhối vì bị tế bào ác nghiệt tính hành hạ, đớp xé. Tôi nhìn từng dòng hóa chất truyền vào thân con, tóc con rụng từng mảng, mắt, môi sám ngắt tôi chưa được khóc. Tôi siết chặt tay con, nhìn con nghiến răng khóc không thành tiếng khi cánh tay con mổ phanh, thấy cả lớp cơ đỏ quẳng tôi chưa được khóc. 26/9/19 con ghép tủy lần 2. Con gồng mình chống chọi với xạ trị, hóa trị và hoảng loạn mong tin vui. Hàng tuần trôi qua, và hiện nay ca ghép của con không thành công. Bác nghiệp sĩ cầu nguyện cho con và nói con chỉ còn một cơ hội là phải ghép tủy lại thật sớm, khi tế bào ung thư đang ngủ yên sau hóa trị. Tôi khổ sở nhìn con nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát, đắng kinh ghép nhưng tôi vẫn không được khóc. Vì còn phải là chỗ dựa cho con và gia đình. Tôi còn phải đứng vững, không vụt trượt để tóm chặt cơ hội cho con được sống. Cảm ơn mọi người đã gửi tiền, gửi lời cầu nguyện tốt lành tới thân phụ con chúng tôi. Xin mọi người hãy giúp cho con tôi được có cơ hội ghép tủy lần nữa và tôi chắc chắn sẽ được khóc thật nhiều khi con khỏe lại.